ทำไงพ่อชอบอะไรอ่ะอันเบื ngọt lắm.
안 지나다 그랬어. 아, 살짝. 졸려. 난 잘라. 나 받아오. 나 진호.
lắm. Ờ rồi. Rồi, đi đi thôi. Nhường cái này nhỉ em nhỉ. Ow, nặng lắm em ạ. Ui, sao được. À thôi, đây rồi. Nặng tí nữa đập đầu ấy. Cái chỗ này đau quá.
chị bổ đi. Sao sao chị bổ? Có có. Mít đi chị, chị ngon rồi ạ. Thì giống nó bắt đầu à, quấy từng vùng này. Cái này là chín tại cây luôn, lấy luôn cây sáng mới lấy xong rồi giờ đang cho bán luôn. Đây có chị bán cho em ở bên kia đấy. Ừ. Đấy là lấy hôm trước rồi, lấy hôm trước rồi. Bán được ai không? Lái cho mình vua à. Ồ, bắt chân áo nào. Rồi, tới rồi. Kim mong. Cái này áo có kim thế nữa. Nhiều quả mà toàn là quả chín này. Bạn này lấy cái gì? Cái này là cho ngay mà nó. Thôi tôi thì chiên chị này. Chị này này. Này vào lấy bé mà. Đi bổ quả kia cho chị lấy quả kia. Bao nhiêu lắm? Bao lắm? Hai lẻ 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 hai cái này cái này
là có cái đấy nó dày hơn mà. To hơn dày hơn. Đây. Đây. Nó lúc nó đắng lên đắng. Mình đi hay đi. Ăn nước. Tính chưa? Tính rồi. Nhiều cái này ngon dữ. Ừ được. Đang. Lên. Bắt đấy to nhỉ. Bắt lên to. Cái này to hơn. Con 6 thôi. À, cái gì? Đấy là. Đây là đây là cấp 6 ạ. Chị làm nhà đấy là chị bà thế, con 7 ạ. Này gọi là mít tiêu mua thôi. Mít gì ạ? Quá em như bức mặt đó là sao ấy nhỉ? Bố tay còn con đau. Tại em cũng mới lâu rồi. Em đấy mà đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chín mấy rồi, vẫn còn kiểu là em ấy mày lấy về sáng mày đi hái ra ấy. Cô cho cháu một cân mít. Cân bao nhiêu cô nhỉ? 25. Đây này bỏ đâu cô? Bỏ đây ăn thử đi này. Các hai là lấy để bên chị biết bóc thôi. Đấy là còn còn ở đây được không? Đúng hả? Em để con này. Hay sang đi. Dạ không, tí đã bổ ở đây, phân ngon cho anh. Thử đây.
để em lấy cái này cho bà đó. Chín mà. Chín rồi. Cái giống thơm. Bên kia chín cái là ngọt. Ôi cái này cứng cứng này, sao chưa chín đâu. Chị cứ ngửi đi. Kìa chị cứ bổ nhá, kìa em nhá. Đúng rồi, chị cứ bổ ra đi, em bảo hành cho. Thật mà. Không, chín chị cứ bổ ra đi. Ôi dồi, sạch thế. Quả này thơm hơn, quả này ngon lắm. Quả này ngon lắm à? Con này. Thơm, chẳng biết thơm một chỗ nào có mời con. Thơm nhỉ? Cái này đi mua à? Con này ngon đấy. Con dịch ra cuốn tay. Hả tôi, ôi ngon đấy chị ạ. Quả này ngon hơn. Rồi quả này ngon nhé. Đây miếng này, miếng này, miếng này, miếng này nhé. Em ấy đánh hết rồi à? 30.000. Nữa. Lúc nào là tránh luôn. Tránh luôn. Thế cho chị miếng đấy đi. Miếng này anh lấy rồi. Anh này giả tiền. Bà đây, miếng này cho 5.000. Thế chắc là họ cái ông kia nhặt, lúc chị Sắm bảo thấy có người nhặt thật nhưng mà chị Sắm không biết ai. Nhặt cái gì đây? Túi. Túi gì đây? Cảm ơn quá nhỉ, không cái có cái dấu thôi, có tiền đâu. Cái dấu đâu. Thế kìa các, cái ông này đấy. Cái này là miếng này đấy. Cái này là của ai nhỉ? Đây. Nghe có chị Tứ rồi. Để cho các bán hàng. Ủa rồi. Này em đi về bán hàng. 35.000. Lấy rồi. Của chị đâu? Giờ tiền em là tiền của mẹ đâu? Con chị lắm. Không, em dưới rồi, 35.000. Thế tuổi to rồi, được. Cái nào đấy? Cái này cũng 35.000 à? Cô cua cá kê ấy. Đấy, em một tí. Cái này 35.000 à? Không, chưa cơm à? Cần cần ít. Thank you.
Bao đôn nữa ha, mà cháo cho em ta ăn nữa. Mám? À, ăn đi. Ăn đi. Đợi một tí đã cho chín ba. Đi ra, đi bỏng mà. Thank you.
Vào đâu? Ngon. Ủa nha. Rồi, chị nướng bát khác. Khác. Để đi ra. Đi nhớ cho ăn sau. Không nghịch á. Cho nó. Ừ. Ra ngoài để lời ta cho nào. Cái gì kìa? Kể đen à. Nóng nhá. Nóng quá nhá. Bụng đau chưa? Ừ. Đau rồi á? Đau bụng rồi á? Tên, tên, tên.